Bạn muốn page dữ liệu từ cột thay đổi sang cột số lượng mà các giá trị trên cột số lượng sẽ không bị ghi đè bằng khoảng trắng ở cột này thì xem hết video này nhé. Thay vì copy từng ô như thế này sẽ làm mất thời gian của bạn. Hoặc copy toàn bộ rồi dán sang thì bị mất dữ liệu ở những ô không cần thay đổi. Bạn làm nhanh như sau nhé. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu cần copy. Sau đó bấm đồng thời tổ hợp phím Ctrl+C để copy dữ liệu. Tại ô đầu tiên của cột dữ liệu mà bạn muốn dán sang, bạn chuột phải và chọn Paste Special. Hộp thoại xuất hiện, bạn chọn Skip Blank, tức là bỏ qua việc copy các ô chấm nhé. Sau đó bấm OK. Như vậy là xong, những ô không có sự thay đổi về giá trị thì không bị ghi đè bởi ô trắng. Nếu bạn không nhớ từ lần xem đầu tiên thì hãy lưu lại video này nhé. Bạn đừng quên thực hành và xem tiếp các video sau nhé.